Vì em nay đã chọn yêu người sau nên tình ta nhạt phai. Vì em nay đã chọn yêu người sau thôi giờ đây đành bye bye. Xin chào các bạn. Hôm nay cô Tèo sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể chơi cái organ chung với anh em ban nhạc để em hát một bài disco DJ, nói chung là bộ nhạc đen. Thì chúng ta cũng thừa biết là một ban nhạc thường có một cây trống nè, một cây guitar bass nè, một cây guitar solo nè và cái organ là mình. Thì nhiệm vụ của anh trống và anh guitar bass sẽ làm cái nền cho ban nhạc. Còn mình và anh guitar solo sẽ tô điểm cho cái nền này. Chúng ta sẽ đánh câu nè hoặc đánh các mẫu đệm nè đó, vào cho nó đầy đặn hơn cái bài đệm. Đối với điệu disco DJ cái bộ đen này thì cái ọt chúng ta sẽ làm chủ lực các bạn nhé. Vì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng khai thác tất cả các cái tiếng mà trong đây ta gọi là tiếng nhạc cụ điện tử các bạn, hay tiếng Anh gọi là EDM á. Ở đây cụ Tèo đã soạn sẵn, cài sẵn một cái băng tiếng chuyên để đánh cái thể loại nhạc đen này. Ví dụ như tiếng thứ nhất, cụ Tèo sử dụng cái tiếng này. Hoặc là tiếng thứ hai, Tèo sử dụng tiếng này để đi nền. Đó. Và tiếng thứ ba, Tèo sử dụng nó để đánh câu intro. Các bạn. Thực ra các bạn, trong cây Yamaha này á, nó có bộ tiếng đen sẵn trong đây rồi nè các bạn. Trong bộ gì, Sin and FX vậy nè. Nó cực hay sẵn nè các bạn. Các bạn chỉ cần lấy cái tiếng trong bộ có sẵn của cây đờn nè, sau đó các bạn chỉnh sửa một chút xíu effect thôi là tự động tiếng nó hay sẵn đó các bạn. Rồi đó, tiếng thứ tư đó, hoặc là tiếng số 5. Và tiếng số 6, tiếng này dùng để tạo hiệu ứng, ví dụ như vậy. Đó, hoặc là tiếng số 7 có thể kèm sẵn nè. Hoặc là tiếng số 8, tiếng này Tèo dùng để đánh những cái câu mà tutti hay của Việt Nam gọi là câu dành á. Rất là hay, mình kết hợp với trống dành thử nè. Đó, ví dụ như vậy. Các bạn cứ lấy cài các tiếng thành một băng như vậy. Khi mình đánh, mình lấy ra mình xài rất là thuận tiện. Rồi, bây giờ ví dụ như để em hát một bài disco DJ ở trên đàn trong một ban nhạc. Các bạn thường thấy một số ca sĩ á, lúc mà vô đoạn đầu hát á, họ sẽ không, ban nhạc chưa có vô đâu, mà ca sĩ họ sẽ hát một đoạn đầu trước, họ feel một đoạn đầu trước. Lúc đó chúng ta sẽ làm cái nền để cho ca sĩ họ hát. Ở đây Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Tèo lấy tiếng trong đây nó, trong cái cây đờn nó có sẵn là tiếng quay 2001 gì nè, mặc định trong cái bộ Troy Bass vậy đó các bạn. Mình nhấn gì đó mình lấy và mình chỉnh sửa effect, sau đó mình cài vô mình xài thôi. Nhớ nha, tiếng quay 2001 gì đó. Rồi Tèo chọn tiếng này. À, các bạn sẽ làm cái nền như vậy để cho ca sĩ họ nghe cái tông và sau đó họ hát cái đoạn điệp khúc trước, hay còn gọi là hát feel đoạn đầu trước đó các bạn, cho dễ hiểu. Rồi cách làm nền như sau, mình quay lại tông la thứ cho các bạn dễ hiểu ha. Ví dụ la thứ mình có là đô mi đi, bấm là đô mi, hoặc là bấm mì la đố cũng được, hoặc là bấm đồ mi lá cũng được. Nói chung các bạn bấm thế hợp âm nào cũng được, miễn sao là hay là được, đừng bấm quá cao, nghe nó lỏng lắm các bạn. Đó, bên tay phải mình bấm như vậy. Còn tay trái các bạn sẽ bấm giùm Tèo là, các bạn sẽ bấm dù la thứ, các bạn bấm là lá quãng 8, nốt của âm chủ là lá, bấm cùng lúc xuống. Đó, cứ hợp âm nào thì bấm nốt đó thôi, nhưng mà quãng 8, hai nốt như vậy cùng lúc, mình cộng với lại tay phải vô. Các bạn nghe rất là hay, đầy đặn đúng không? Rồi chúng ta cứ để nền như vậy, sau đó ca sĩ họ nghe cái tông và họ hát. Lúc đó chúng ta chỉ việc di chuyển hợp âm thôi. Ví dụ như đoạn đầu của Tèo có hát đó,
Vì em đã chọn chọn yêu người sau nên tình ta nhạt phai. Vì em đã chọn chọn yêu người sau thôi giờ đây đành bye bye. Bye bye nha. Đó, ví dụ như vậy các bạn. Chúng ta đi nền hợp âm và ca sĩ họ hát cái đoạn đầu trước như vậy. Đó là một cách. Hoặc là các bạn có thể sử dụng thêm tính năng trên cái đàn này, rất là hay các bạn. Đàn Yamaha này đúng là tuyệt vời các bạn ơi. Cái tính năng sử dụng tiếng ở bên tay trái nè. Tay phải và tay trái chúng ta sử dụng hai tiếng khác nhau. Ví dụ mình bấm chữ, các bạn thấy chữ này rõ ràng nè, chữ left nè. Bên tay trái nè, bấm lên. Left là bên trái đó, tiếng Anh nha các bạn. Rồi sau đó mình bấm nút hợp âm lên luôn các bạn nha. Rồi các bạn bấm thử rồi nè. Sau khi các bạn bấm chữ left này rồi, bấm hợp âm mình xong rồi, các bạn chọn tiếng. Các bạn sẽ thấy cái trên màn hình nó nổi lên nè, tiếng bên tay trái chữ left nè, mình chọn vô nó. Và sau đó mình chọn cái tiếng mà mình mong muốn. Ở đây Tèo sẽ chọn cái tiếng là quay 2:1. Đó. Rồi mình bấm thử nha. Đó, lúc này tay trái chúng ta sẽ nhấn cái hợp âm nó ra cái nền như vậy. Và tay phải chúng ta sẽ chọn một tiếng khác để mình làm nền thôi. Ví dụ Tèo chọn tiếng này nha. Rất hay phải không các bạn? Bây giờ mình đệm hát cái đoạn đầu thử hồi nãy nè. Vì em đã chọn cho yêu người sau nên tình ta nhạt phai. Vì em đã chọn cho yêu người sau thôi giờ đây đành bye bye. Ví dụ như vậy. Chúng ta sử dụng tiếng nền và thêm một tiếng bên này nữa tạo hiệu ứng, làm cho cái phần nền của chúng ta rất là hay đúng không các bạn? Nó nhiều màu sắc hơn. Đó, các bạn nhớ sử dụng cái tính năng mà bên tiếng bên tay trái này vào các bạn nhé. Sử dụng hết cái tính năng của cái đàn, để mua về cái đàn về mà sử dụng không hết, uổng lắm các bạn. Rồi, đó là phần đầu. Ví dụ như vô đoạn người ta hát, lúc đó chúng ta có thể sử dụng tiếng quay hồi nãy nè, cô Tèo chia sẻ là tiếng quay 201 nè. Mình sử dụng nó và mình đi nền hết bài thôi. Mình ví dụ mở trống lên nha, mở trống với bass thôi, với guitar, và lúc đó mình đi nền vô, giờ mình nghe trống với bass thử nè. Tắt guitar đi. Đó, còn trống và bass thôi, tắt bass luôn nè. Trống không à, vô bass nè. Đó, guitar vô. Rồi bây giờ mình đưa cái nền của mình vô. Các bạn thấy đó, có cái nền của mình vào là tự nhiên cái ban nhạc, cái sự hòa quyện, cái hòa âm của ban nhạc nghe rất là hay đúng không các bạn? Nó đầy đặn hơn, thay vì mỗi trống với bass guitar thôi nghe rất là lỏng, có phần nền của mình vào nghe đầy đó các bạn. Hoặc là cái đoạn các bạn qua đoạn điệp khúc đó, cao trào sôi nổi, các bạn có thể sử dụng một số tiếng khác để mình làm nền cũng được. Đó. Trong lúc làm nền này, các bạn có thể sử dụng thêm một tính năng nữa là bên tay trái này nè. Hồi nãy mình sử dụng tiếng quay 201 đó các bạn nhớ không? Bấm nút tay trái lên. Rồi mình vẫn giữ hợp âm nền này để cho có cái tiếng nền nó vang lên. Lúc đó ông trống, ông bass guitar ông đánh mình đâu có phần mà phải báo trống gì đâu các bạn. Mình chỉ cần đi nền thôi, mình bấm tiếng nền nè, đi theo hợp âm. Rồi ok. Lúc đó mình sẽ bấm thêm một tiếng khác nữa, chọn thêm một tiếng khác nữa. Để mà mình làm cái nền hiệu ứng cho nó. Đó, rất là hay, ví dụ như vậy. Đó các bạn, rất hay đúng không các bạn? Chúng ta sẽ đánh chung với trống và bass như vậy. Một mình thôi mà đánh thành hai người đó các bạn. Một người đi nền và một người đánh gì mẫu đệm. Rất hay phải không các bạn? Nhớ sử dụng khai thác tính năng bên tay trái này các bạn nha. Rồi ví dụ như một số đoạn chúng ta có thể chọn như một số tiếng nè, rất nhiều tiếng nè. Đánh intro hoặc là đánh đệm, lúc đệm đó. Các bạn chọn cái tiếng này và chọn chơi một số mẫu đệm như trong điệu disco cho nó ra cái màu DJ á, cho ra cái màu. Ví dụ như cô Tèo chơi mẫu này đi. Mấy cái mẫu đệm này cô Tèo đã chia sẻ các bạn ở cái video mà video gì quên rồi ta, video mà cách đệm
điệu disco đi chơi trên đàn organ á, cô Tèo có chia sẻ các bạn ở phần đó rồi. Hoặc là chúng ta chọn mẫu đệm, chọn cái tiếng này, rồi mình đưa này vô, lúc đó mình rải cái mẫu này thôi. Các bạn rất là hay. Nhưng mà nhớ khi mình đệm hát chung với ban nhạc thì nhớ mà đánh nhỏ thôi các bạn nhé. Trong cái phạm vi cái clip này thì cô Tèo chia sẻ với các bạn, cho nên đánh hơi to cho các bạn dễ nghe, dễ hình dung. Nhưng mà nhớ khi đánh chung với ban nhạc thì đánh nhỏ thôi, để cái tiếng của mình nó hòa quyện với ban nhạc, đừng có lấp người ta nhé các bạn nhé, nghe kỳ lắm. Đó, hoặc là các bạn có thể chọn cái tiếng này cũng được. Mình đánh, mình chập nền lúc đoạn điệp khúc á. Rồi vô trống các bạn ơi, vô trống các bạn dễ hình dung. Nhưng mà vô trống mình tắt hết tất cả đi, mình chỉ để lại trống, bass và guitar thôi nha, đừng có nhiều quá các bạn nha. Đó, guitar, trống, bass thôi. Bây giờ mình đánh cái nền của mình vô nè, cái nền tay trái chọn tiếng hồi nãy đó. Ok cho bạn ha. Tại vì cô Tèo chia sẻ các bạn cho nên bấm hơi to thôi, chứ nếu đệm hát các bạn nhớ nhỏ thôi nha. Bây giờ cho nhỏ luôn nè, cho vừa luôn nè, vô. Đó. Các bạn, chúng ta tạo cái nền khi đánh chung với ban nhạc là như vậy đó. Nhớ một điều hết sức quan trọng là cái âm lượng nha. Rồi các bạn có thể sử dụng nhiều tiếng khác để mình đánh cái nền, đánh chung với ban nhạc. Hoặc là khi ra dành, các bạn chọn tiếng hit để mình dành chung ban nhạc, ví dụ như vậy. Cô Tèo vừa chia sẻ các bạn cách làm nền khi đánh chung với một ban nhạc trong điệu disco hoặc điệu chơi gì đó. Khi đệm hát, các bạn lưu ý dùm cô Tèo một điều là chúng ta chọn tiếng sử dụng đó. Đây là các cái tiếng nhạc cụ điện tử thì mà chúng ta sẽ sử dụng thoải mái. Ok, đồng ý rồi. Nhưng mà các bạn cũng phải nhớ là không đánh quá cao hoặc là không đánh quá thấp. Chọn cái âm vực nào cho nó phù hợp, nghe hay, dễ nghe, đừng có chói tai các bạn nhé. Ví dụ như chọn tiếng này, vô ban nhạc đánh có ông guitar bass ông đánh rồi mà mình đánh như vậy, nếu các bạn nghe thử được không nha. Các bạn thấy rõ ràng, nếu mà vô trống cái này nó lấp cái tiếng trống, rồi lấp cái tiếng bass của người ta đánh luôn, nó sẽ không được. Chúng ta chọn đánh trên khoảng trên này thôi. Đó, nghe nó phù hợp hơn. Đó là cái cách chọn cái âm vực đánh cho nghe tiếng nó hay. Và điều lưu ý thứ hai là các bạn phải nhớ là đánh cái âm lượng của mình luôn luôn là phải cân bằng với lại anh em trong ban nhạc. Đừng bao giờ đánh to hơn các bạn nhé. Ngoại trừ cái phần intro hoặc là câu cú của mình thì mình đánh to lên chút xíu. Còn nếu như mà lúc đệm thì luôn luôn là nhớ phải nghe và cân bằng với anh em ban nhạc. Đừng có mà cứ suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào cái đền của mình cứ đánh thôi. Mình phải nhìn anh em ban nhạc xung quanh nữa, nghe thêm xem họ đang đánh tới cái gì, họ đang đánh âm lượng như thế nào. Và lúc đó mình cân bằng cái tiếng của mình, đưa tiếng mình vô cho nó cân bằng. Đừng có lớp của người ta mà cũng đừng có nhỏ quá để mình thiếu cái nền. Và một điều lưu ý nữa là ví dụ như anh trống và anh guitar bass làm nền không nói rồi. Mình với anh guitar solo, cái câu nào của guitar solo thì làm ơn làm phước để cho người ta đánh, mình đánh ọt mình có chọt vô. Còn câu nào của mình thì lúc đó mình mới chọn tiếng và mình đánh. Có nhiều bài của cái câu của anh guitar mà mình đánh ọt, mình làm nền hồi cái ngứa tay gì không biết. Có nhiều bạn á chọt vô đánh câu guitar của ta luôn. Tàn ơi các bạn ơi, nghe nó kỳ lắm, nó vừa kỳ mà nó vừa dơ cái bài đệm của ban nhạc mình nữa. Lỡ như có ai ta ngồi dưới người ta nghe, người ta biết, người ta cười chết luôn các bạn. Câu này của anh guitar đánh đi. Còn câu này tới của ọt đúng không? Ọt mở lên đánh. Ban nhạc nó hài hòa. Lúc nào anh guitar solo anh đánh thì mình làm nền. Lúc nào mà mình đánh thì anh guitar anh sẽ đi làm nền lại. Đó, có sự cân bằng hài hòa. Ban nhạc luôn luôn là nghe sạch và chuyên nghiệp hơn lúc đệm hát. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Chẳng có gì khó khăn đâu các bạn. Cây đờn của mình mua mấy chục triệu về nó đã hay sẵn rồi. Nếu mà mình biết khai thác hết các chức năng của nó, đảm bảo các bạn đánh một mình thôi cũng giống như một ban nhạc. Và nhớ là vô ban nhạc đánh thì chúng ta cũng phải nhớ là để ý anh em ban nhạc và làm nền cho chính xác các bạn nhé. Nếu các bạn thấy kiến thức cô Tèo chia sẻ mà bổ ích hữu ích, các bạn nhấn cho cô Tèo một like nè, nhấn nút đăng ký kênh cô Tèo Piano. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.